Và trong ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, buổi sáng bên em đi rất là nhiều combo loa VK938. Và trước mắt quý vị và các bạn, đây là một đôi loa VK938 đẩy D50S và bộ mic đi kèm về cho anh Bình ở trên Mê Linh Vĩnh Phúc. Với cô hình như thế này, chúng ta chơi không gian lớn, hát karaoke, nghe nhạc rất tuyệt vời. Và đặc biệt là chơi đa năng. Nhà không gian anh Bình chưa có TV đâu, nhưng anh kết đôi loa VK938 này mới ra, hay quá, đẹp quá, thì anh lấy luôn, không cần TV, và anh nghe tạm qua điện thoại. Vâng, rất là cảm ơn anh Bình nhá. Chúc anh Bình năm mới bình an và hồng phát. Vâng, và bên em cũng đang chuẩn bị bàn giao cho anh Bình đây ạ, một combo cực VIP tại nhà, lắp đặt dịch vụ rất là cao cấp. Dịp cuối năm, bác nào mà có nhu cầu hãy liên hệ ngay trên bên em để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ lắp đặt tại nhà nhá.